Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Xin Chào Game Anh của mình nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ chiến tiếp tục cùng mình tựa game ARK Survival Evolved nhé. Thì ở trong tập này mình sẽ cố gắng tiến hóa cho cái con Indominus của mình cho nó lên hệ tiếp theo, nhưng mà không biết là đủ đội không nữa. Tập trước mình thấy thì hình như là nó vẫn thiếu team thì phải, đúng không ta? Chắc là sẽ đi farm thêm á. Tập trước mình cũng có đi gọi là đi giết một vài cái con thú để mà mình lấy thêm đồ. Tí nữa coi tiến hóa được thêm cho con gì nữa thì mình tiến hóa luôn ha. Để xây cái bể bơi trên trời, chỗ hồ nuôi cá trên đây, nhưng mà làm cái con đường qua đây rồi cuối cùng nó phải đặt ở tít dưới kia, vãi chưởng buồn hiu luôn. Vậy là không được rồi. Cái đó nó bắt buộc là phải đặt ở trên mặt nước các bạn, chứ nó không cho đặt trên trời. Sao đó mình cứ tưởng là khi mình đặt cái đó xong là trong cái bồn nó sẽ tự động gọi là tạo nước ở trong đó luôn á, thì gọi là beautiful luôn rồi. Nhưng mà không nhá, là bây giờ khu trồng cây thì gần gần nhà thôi, chuồng thú cũng có, nhưng mà cái hồ nuôi cá thì nó nằm tít ở phía dưới kia là. Ây dồi, cái con Indo của mình kia kìa. Mà con đó mình cảm thấy nó hơi bị hình như là hơi yếu đúng không? Máu hơi thấp. Để mà luyện level lên thì hơi cực. Bây giờ có cách nào mình luyện level lên cao không ta? Bữa bạn nào kêu cách nào lên level cao ấy nhờ? Mà đi đánh mấy cái con Dodo Gigan nè, với lại trước khi tiến hóa thì nhớ Imrin cho thú à? À, các bạn nói vậy thì phải. Mình không biết là Imrin lên á thì sau khi mà mình tiến hóa nó có giữ được cái chỉ số Imrin hay không. Không biết nữa bạn ơi. Để mình làm thêm mấy cái lọ này đi. Tại vì nó chế cũng dễ. Nếu như mà các bạn muốn mình Imrin thì mình sẽ Imrin thôi. Bây giờ mình mới đọc được cái này nè các bạn, thấy không? Cái này nó ghi là khi mà mình tìm 100 rune thì mình sẽ được cộng thêm 5 level. 200 rune là cộng thêm 5 level nữa là được 10 level đấy. Bây giờ cái cục này nó ghi luôn nè. Giờ mình mới đọc ạ. Mình cứ tưởng là mình lượm xong 200 cục rune đó thì mình sẽ nhận được cái búa Mjolnir nhá. Nhưng mà sau khi mà tìm hiểu thì cái cây búa đó hình như là chúng ta phải đánh cái con boss alpha nó mới cho. Giờ chưa có để mà mình test thử nhờ. Nếu mà muốn kiếm cái búa đó mình phải đi thu thập artifact, sau đó mình đi quánh cái con boss đó mà mình mới có được 5k artifact kìa. Bữa giờ chưa có đi hang kiếm artifact nữa. Hay là tập này mình đi thêm hang mình kiếm artifact ta. Nè, bữa nay mình up ra con gì đây? Xem loot box gacha như thế nào rồi. À đúng rồi. Nhắc mới nhớ thì mình phải tiến hóa mấy cái con gacha này lên nè. Mấy cái con gacha này không tiến hóa lên nó cho mấy đồ Sida phải tiến. Ủa đúng rồi, cái hai à đây. Tiến hóa cho hai cái con alpha gacha lên nè. Tiếc là hai con này nó không có đẻ được ha. Nó mà đẻ được thì mình sẽ nhân giống nó thêm. Mấy cái con resort này thì binh mod supreme thì tiến hóa được nè. Nó có chế độ gọi là mating nè. Còn binh whiplash thì không. Xem gacha này tiến hóa nó cần cái gì vậy nhỉ? Gacha đúng không? Nếu mà bây giờ tiến hóa thì cũng được luôn nè. Nhưng mà hình như tiến hóa được có một con thôi. Nếu như mà muốn tiến hóa nữa thì gọi là phải đi kiếm thêm được cái DNA của con đuôi nữa thì mới tiến hóa lên thêm con kia lên được. Mình nghĩ chắc là mình tiến hóa một con trước đi ha. Cái con nào mà nó không có chế cái steel ingot đó thì mình tiến hóa lên trước, còn cái con nào vẫn đang chế thì mình để lên sau. Giờ con này nó cung cấp cái gì ạ? Con này nó không có cung cấp steel ingot nè. Ok, thì mình sẽ tiến hóa cái con này lên nhé. Đi qua đây. Ây da. Từ, phải cho nó cái yên nữa để mình leo lên người.
Đứng này, đứng này, để tao tí. Tiến hóa lên biết nó cho đồ khác không ta, hay là vẫn cho mấy cái món đồ đó chạy. Tôi xin cái quặng thần thiện tí coi, mắc gì đó, sim gì đó, hay là steel ingot. Gacha alpha. Đây. Lấy một cái gacha nè. Mấy con gacha này hết đồ ăn rồi, phải cho nó thêm đồ ăn thì mới có nó mới thả ra mấy cái cục crystal cho mình được. Đó, từ anh pha lên Aesthetic nè. Aesthetic nó đổi không ta? Để mình xem coi. Ủa nó đổi không ta? Vẫn là cái khâu code khâu vậy nên nè. Cooking oil vẫn có. Ủa nó đổi không ta? Nhưng mà vẫn cho cái alpha 2 là sao? Nó lên Aesthetic, đáng lý là phải cho Aesthetic 2 chứ. Kỳ vậy. Ồ, như vậy một là lấy Ajinomoto để về gọi là nấu canh đúng không? Cái này là bột ngọt nè. Bột ngọt nấu canh. Hay lắm. Từ nha, bật Wondering. Ồ, tiến hóa lên nó cũng không có cái chế độ gọi là sinh sản nữa rồi. Buồn ghê. Gacha, hai gacha này nó ăn như ăn metal là nhiều nè. Ủa, nhà mình đốt hết metal luôn rồi. Ghê vậy. Mình xem coi, metal factory. Cái mình chắc là đi farm thêm một mỏ metal nữa đi ha. Đi về bên nhà cũ á, nhà cũ nhiều. Farm về à. Gacha nó ăn mấy của phân cứu cũng được. Ui xua, cái quặng này mình đập về chắc mấy trăm nghìn quá. Mình gõ một cái là gần có 10.000 nè đó. Cái cuốc này nó nhân 8 lần cái tài nguyên mà mình farm lên đó. Cặp cái cục nguyên chất nè, 17.000. Ôi giời ơi, gõ con tí thôi là. Đây là mình có cài cái mod Ultra Stack cho nên là nó bị nó được giảm độ bờ, giảm cái gì đó cân nặng khi mình stack đồ lại. Mình ôm đóng đồ này mà đâu bị nặng đâu. Chớ với sờ, mình cầm trên người có vài trăm metal thôi là đã đi không nổi rồi mà mình cầm trong đây. Ôi nhìn metal này, úi giời ơi, mấy chục nghìn như vậy mình còn mình vẫn chạy thảnh thơi luôn, đâu bị sao đâu mà. Chơi solo mình cho nên là nói chung là trải nghiệm bắt thú với lại tiến hóa là chủ yếu, còn cái farm thì không thành vấn đề. Farm nếu như mà chơi online official nhiều người chơi mặc định của game thì mình mới chú tâm đến mấy cái này thôi. Lúc nào mà mình làm cái series ARK mà không có mod á, chơi theo kiểu có cái gì của game là cứ để yên nguyên đó, không cài mod tele, không cài mấy cái mod gọi là hỗ trợ mình. Đó. Bắt thú mặc định nhưng mà mình sẽ không biết là chơi cái map nào nên hay là mình sau khi làm xong cái series này mình không biết là có nên quay không mod hay không nữa, hay là chờ game ARK 2 nó có. Game ARK 2 hình như là đang trong quá trình gọi là phát triển. Mới có mấy cái trailer của nó. Chưa biết là ngày công bố chính xác là bao nhiêu. Nếu như mà có ARK 2 thì chắc chắn là mình sẽ mua mình chơi game đấy. Để vô wishlist rồi, khi nào có thì họ sẽ thông báo trên Steam. Đó, tải về quẩy thôi. ARK2 ngon á, với lại thêm siêu phẩm GTA 6 nữa. GTA 6 chắc lâu á, mấy năm nữa đấy, 2 hay 3 năm nữa.
Nhưng mà nghe đồn là bên đội ngũ phát triển của cái game Red Dead Redemption họ dồn nhân lực qua bên GTA 6 để mà bắt đầu phát triển. Hay chứ bộ. GTA 5 đã là siêu phẩm đỉnh cao rồi, bây giờ GTA 6 nữa. Tuyệt vời luôn. Đó, ăn đi. Mấy con quỷ đá này. Mấy cái này chắc khỏi, mình chỉ chú ý mình tập trung cho hai cái con này ăn là được rồi nhờ. Đó, cho mình ăn meto một rừng luôn. Này vẫn còn quá trời nè. Meto, ôi dồi ôi, lấy mình farm không? Mỗi lần đi farm về chuyến tầm đấy đấy. Yo, à quên. Để mình làm thêm mấy cái kiếp bồ nuclear hay ferry cầm theo bên mình đi cho nó chắc kèo. Mấy bữa là gặp mấy cái con kia nhưng mà chưa có thời gian tem mà toàn lo làm mấy cái việc kia xong rồi quên mất tiêu luôn à. Giờ cầm theo đi. Thấy là bắt thôi, khỏi phải tele về nhà. Bữa giờ mình chưa thấy cái con Golem Shadow nha, cái con đó thì phải đợi nó spawn ra mới mới tem được. Ủa cái sao không tìm thấy vậy, kỳ vậy. Not enough inventory to survive ủa là sao? Làm gì có ở đây có 8 cục rồi nè. Rồi. Cầm thêm mấy cục kiểu gì cũng sẽ bắt được thôi. Mấy cái này tem bắt siêu là chủ yếu mà. Rồi. Xem coi bây giờ mình đi vòng vòng mình đi farm thêm một vài cái linh hồn mình về mình tiến hóa đi. Bữa giờ mình đi hang lấy mấy cái artifact này đủ hết chưa ta? Nhiều khi nó có mấy cái hang nó bị lỗi các bạn. Cho online thì chỗ đó chắc chắn có nhưng mà đôi lúc mình vào thì lại không có nhá. Xong mình thác game ra vào lại cái nhân vật mình được ở trong cái hang á. Sau khi mình vào lại thì nó có nha, ảo vậy đó. Còn lúc mà mình vô không thấy đâu, kỳ lắm. Đi farm thêm một. Ôi, đồ cái mình tưởng cái con này con tê giác thường, của nó là ma TH luôn kìa, kinh vậy. Ma TH hả? Ma TH nói chung là cũng hiếm, cho nên là lấy được thì lấy thôi. Quy tiên quy tiên nè, cái con Acentavid bình thường này là mình sẽ tem một cách easy nhưng mà tại sao mod Weblood này họ họ không cho mình tem thứ bay nữa ta, kỳ vậy. Tôi sẽ đồ y lấy xong rồi cho mấy em nó quy tiên luôn. Đặng mình đặng mình lấy mấy trái tim. Cái tim Acetate với lại tô xích nữa, mấy nó cần nhiều lắm. Ui, Shadow luôn kìa. Ngầu đét.
cá đô nhìn cái màu nó như là alpha mà bảng nó hồng hồng các bạn nhỉ. Petrovet, ôi level 900 mấy luôn kìa, ghê vậy. Thú level bình thường là có 750 là mắc rồi, mà mấy con này đâu lòi ra 925 vậy. Chắc nó chiến đấu nó lên up level đúng không? Chúng ta đang cần ấy ơi. Nuclear cano. Hay thế nhờ, hồi nãy mình gọi là làm cái bồi sẵn để tem con này luôn nè. Ấy, đứng lại. Ngon, con này 700 luôn á. Ở nhà mình chưa có con này nè. Con này để dành đi đi quánh lộn được. Dữ vậy, bro. Ăn được không? Bắn con này xỉu đây rồi. Ok, kìa, bắn những cái đuôi mà giờ mình học rồi. Ok, kìa, lại nữa. À quên. Cái đạn này đã có dụng như Apex. Apex là phải bắn đạn của nó mới được. Ê, chứ mà. Ok. Rồi. Yeah, mình bắt được con cano nuclear rồi nha. Tại chưa có con Rhino Ferry nữa kìa, nhưng mà lo làm mấy cái việc lên tinh kia xong rồi quên bắt con đó luôn. Đấy, gì đây? Basilisk đẹp vậy. Inferno. Mà bị sao đây? Đù. Đẹp nhờ. Inferno man. Cho. Con chim này mày gan vậy, sao mày dám ăn cướp trên dàn mướp vậy? Nó lấy mất một nửa cái da với lại máu. Tèn tèn ta đen đi dạng vòng kiếm mấy con sim rồi mới. Ôi Shadow Carbon, ôi Carbon mà cũng có Shadow nữa kìa, Axolotl Slash vậy. Con rùa. Chất lừ. Không có con đuôi Exotic nhờ, để mình lấy thêm một cái DNA nữa. Gọi là tiến hóa cho cái con Gacha kia cho nó lên luôn. Mới có một con à. Về sau nếu mà tiến hóa lên, hay là càng tiến hóa lên cao thì nó cho nguyên liệu nhiều hơn ta, phải không? Mình nghĩ vậy. Từ alpha thì nó mỗi lần nó cho tầm 1 đến 5 cục. Rồi lên hệ cuối chắc nó cho vài chục cho đến vài trăm cục á, chưa biết. Chưa có tiến hóa thử mấy con gacha lên tới mức đó. Ui ma TH Mega Serum kìa. Ôi giời ơi. Mấy cái con này như kiểu bị phóng xạ một tí nhờ, thấy không? Bạn nhìn cái mặt đó nè. Ui bảy màu luôn chứ, cũng đẹp. Nó đỡ mất công phải đi gọi thú để mà đánh bọn này nhờ. Mình chỉ cần mình lấy DNA ra khỏi người nó, rồi mình cho nó uống cái lọ tỉnh lại đã, tự động nó lăn ra nó quẹo luôn rồi, đỡ tốn thời gian đánh thú. Mà gọi thú ở gần nó thì chắc chắn là sẽ bị mấy cái con thú khác nó tấn công mình. Gì đây? Monster. Ui hệ monster luôn kìa. Byric. Con này là có chiêu gọi là sấy nước nè. Ở dưới nước nó stun cả thủy quái Megalodon luôn mà, hơi bị ghê. Con này mạnh vãi chưởng. Ở dưới nước luôn. Đi mấy cái hang đó. Con này là bao đỏ. Night King. Night King Shadowman này.
Ô. Ngựa đẩy xe bò. Không, cái con nó đi, nó đi vận chuyển rượu. Có cái gì đây? Cái gì đây mấy đại ca? Quýnh lộn gì đây vậy? Vui nhờ. Cái gì vừa rít đinh vậy? Đó, tụi mày quấn nhau đi. Ta làm gương ông đắc lợi. Cái con tô xích này nhìn thấy ghê vậy. Hóa kiếp cho bọn mày hết. Hơi gặp ít elemental nhờ. Ôi, lâu rồi mới thấy con cừu. Cừu bình thường luôn á. Ôi, lâu rồi mới gặp nó luôn. Thế rồi, quên lấy cái. Nhưng tụi mình cầm cái búa rồi chứ, ai ngờ chưa. Cái búa thì gõ được 2000 mấy da với lại máu của nó. Còn con nào nữa không ta? Remantis Cybermen. Rồi. Về thôi bạn ơi, để mình xem coi đủ đủ chưa ta? Đủ là tiến hóa cho con Indo của mình lên chứ nhờ. Hình như là Elemental cũng nhờ anh kia rồi. Indo Elemental mà lên. Ừ, nó cần team với lại Infernal Kibble nữa là xong. Ok, nói chung giờ chỉ cần đi farm team với lại chế mấy cái kia thôi à. Đợi xíu là có ngay. Mấy cái con này gọi là thú cấp 2, thú bên mod khác là mình để bên cái lồng bên kia. Gì? Để mình đi test thử cái con cano này xíu đi, xong mình tiến hóa cái con kia tiếp. Trưởng cano xanh lè xanh lét à. Cano phóng xạ mà con này hình như nó đánh nó cũng ra cái vùng kia mà đúng không, cái vùng phóng xạ màu xanh xanh đó, nhìn hơi bị đau mắt tí. Ta ủa cano ở đây nuclear. Ô nuclear nhưng mà nó lại dùng cái cục ingot của Rim ta, sao nó không dùng của cái Nuclear đâu nhờ, mình nhớ có cái quặng đó mà. Ê nè, có quặng đó mà nó không xài ta. Làm thêm gì nhờ? Yên con này. Rồi cái gì nữa ta? Vẫn chưa thấy nó làm lại cái yên với cái con Argentavis nhờ. Nó xóa khỏi game luôn rồi. Mod này họ cập nhật hơi kỳ.
Con này leo lên xong rồi xuống có bị phóng xạ không ta? Không không, nó không như con gấu. Con gấu thì bị á. Cái con Indo của mình vẫn chưa luyện mắt máu à. Hồi nữa phải đi luyện thêm cho máu á. Cái con đó rồi. Nào, chúng ta đi chơi tí coi. Qua bên do tôi em đi quẩy một tí. Thể hiện sức mạnh của mình nè. Ủa, mình nhớ nó cắn đánh kia mà ta. Hai chuột phải nhờ. Đúng rồi nè, chuột phải. Cái này cà 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 vô là bị dính phóng xạ. C là gì đây? X là cái gì vậy trời? Mình thấy có chuột phải gọi là đánh nó lên được cái kia à. Đánh đánh nó ra được cái đốm xanh xanh. Nhưng mà nhìn đau mắt vậy. Rồi mới cộng có một xíu mà đánh. Các bạn nhìn nó đánh kìa. 800.000 đam. Ai rồi mấy cái con này mà đi mang đi quánh lộn với lại mấy cái con bên Weblood thì các bạn thấy nó ao trình không? Mình mới cộng được có một xíu phần trăm thôi mà các bạn thấy nó khủng cỡ đó rồi. Chỗ này đi đi đập lộn với mấy con kia khóc tiếng miên luôn. Đó, cạp sinh thương 2 triệu 2 triệu 6. Làm gõ mấy con này trong vòng một cái nhạc luôn á. Mà hai bữa đào thế nhờ. 110 mấy điểm mình nè. Con này nâng lên chắc khoảng tầm 4-5 triệu vậy đấy. Nếu mà imprint nữa thì chắc là 6-7 triệu. Cao được 2 triệu mấy rồi nè. 3 triệu rồi. Thật ghé vãi. Dân chơi rồi nhập con này tí thôi về giờ đi farm thêm máu cho cái con Indo rồi mình về nhà mình tiến hóa nó nè. Đây, cưng. Đấy, con này cắn cũng lên được 2 triệu mấy tại vì nó mắc đam trước mà. Con máu thì chưa. Máu mới có 60 mấy điểm thôi, ráng nâng lên 254 đi xong rồi mình imprint cái rồi tí mình tiến hóa lên. À, đẹp luôn. Con này tiến hóa lên lên Infernal thì phải. Sau Elemental là Infernal. Rồi từ Infernal lên nữa là nó là cái gì ta? Shadow à? Shadow hay là Night King ta? Mình nghĩ là lên Shadow á. Cái càng quét thú. Cái tiếng nó đánh nó cũng êm êm nhờ. Đỡ. Nhưng mà nghe nó không có được gọi là uy lực như là mấy cái phát cạp của con Indo kia. Nó mới lên được 100 mấy điểm thôi. Vẫn chưa đủ. Bây giờ mà có mấy cái con boss alpha thì đẹp luôn á. Ấy. Cho nhìn mình cứ tưởng là cái con hề này là hệ nuclear chứ hết hồn. Này có chiêu xung đệ thần thánh gọi đệ ra cắn chơi nhá. Con này nó xung được mấy cái con gì đó. Đó cắn nó con vô
Đó đó. Mày mày ôi ôi vừa đánh vừa nổ luôn kìa. Xếp được một con Indocon với lại mấy con bờ te kìa. Đi nào mấy đứa, ta đi quét bọn này mới được. Vô tấn công. Thấy có mấy cái chim mà nó gồng lên kia mà không biết là có tác dụng cho mấy con thú con hay không nữa. Không thánh hiện lên đam bao nhiêu nhỉ. Ui còn phải cả 100 điểm nữa cơ, giờ phải đánh mấy con Alpha Rex lên level mới nhiều, lên mấy chục level. Mấy này lên hơi ít nha. Adolescent Shadow. Ở đây có con Shadow con rồi nhưng mà chết queo rồi. Một đàn. Là Shadow nữa nè. Mày chết bà mày. Mình ngu nhờ. Hồi nãy lúc hình như là mình mới giết một con Shadow đúng không? Đáng lý là phải để con nó lại. Và sau này nó trưởng thành nó lớn lên á thì mình mới tem được cái con khỉ Shadow đấy. Hôm bữa có một con lẻ nó không cho tem à. Hình như là nó vẫn chưa chết đâu. Con nó máu cao à, hồi nãy mình cắn nó gần chết nó mới kích cái hiệu ứng kia lên à. Chứ nó chưa chết cứ có để nó đi. Thôi đi. Mấy cấp nữa sắp được rồi, sắp được rồi, cho mình in ring trước luôn nè. Đâu rồi ta, đâu rồi ta, lọ in ring đâu đây. Ui hấp bấp sức mạnh nhiều vậy. Đi cũng nhanh hơn, ó cắn lên 5 triệu tư luôn, ngon liền. Hồi nãy đang cạp được có khoảng tầm 2 triệu máy thôi, 2 triệu 9. Ok chưa? Cà phát tươi luôn. Rồi, mình qua bên vùng đất rồng đi quậy tiếp. Vài chục level nữa là đủ. Inferno thì nó sẽ thành màu gì ta? Ráng thử xem coi, nó thành màu màu cam cam mà. Lên đấy, mà lên đấy. Sao nó dám lên nhờ? Cái con quỷ Basilisk này. Ồ, nó gặp Indo mình nó sợ, nó không dám trồi lên luôn kìa. Sao nó ị hoài ta, nó mất máu gì à. À đây đây có cục cua sờ tôn là ăn vô được tăng thêm nhân đôi kinh nghiệm. Vãi nồi, mới đứng gần nó một xíu thôi mà đã bị chóng mặt quá vậy. Nhìn mình nè, đi như đi ba luôn, lú vãi nồi. À, khoảng tầm 50 mấy điểm nữa, quá trời các bạn nhớ. Ở trên thú là hay bị mấy cái này lắm.
Thử nha, để mình gọi là thử, để mình thử gắn cái này xem cho nó coi, có nó kháng được hiệu ứng gì đi kháng. Nếu mà thú mà kháng được hiệu hiệu cái hiệu ứng khiêu khích luôn thì ngon nhờ. Mình có làm được cái aura nè, cái này mặc cho Dino sẽ kháng được mấy cái debuff của con Elemental. Mình nghĩ chắc bắt đầu từ cái aura của cái con Shadow trở lên á thì may ra nó mới kháng được hiệu ứng Ray, tại vì nó kháng nên debuff đi nè. Bắt đầu từ hệ Shadow trở lên là nó bị hiệu ứng Ray. Mình phải chế cái aura đó mang theo bên người á, rồi mặc cho thú mình luôn. Mình thì mình không có sợ tại vì mình có cái bao tay rồi, cho nên là không có bị dính đó, chỉ là thú mình bị thôi. Mà chế cái aura shadow để xem coi nó cần gì, ta tiếp chút nó về coi thử. Mình nghĩ như vậy chắc ok rồi đó, không cần maximum nữa đâu. Rồi đủ rồi, now thời cơ đã đến, chúng ta cùng nhau tiến hóa con này lên Inferno để xem nào. Ấy đây, ok kìa, lọt hố thế này. Về gơ mấy trái tim, hình như trái tim ở nhà cần 11 cái đúng không ta, 11 cái từ để chắc thử rồi đủ không, đủ không, đủ không. Mà một cái nè, giờ đây hết. Ôi 11 cái, ôi vừa đủ luôn các bạn. Ngon. Nhưng mà nó cần 3, hình như là 3 cái bộ Inferno đúng không? Inferno, Inferno để xem coi nó cần cái gì vậy. Lá cây, tim, Elemental. Ôi giời ơi. Ba tôi xích kiếp bộ. Mà ba tôi thích này bằng ba cái Esatet. Ồ, còn thiếu mấy cái lông được tí. Thiếu mấy cái lông của con thú. Rồi, cái này là giữ lại nè, 51 cục rồi. Indo. Ừ, bây giờ team là đủ rồi nè, chúng ta chỉ cần ba cái kiếp bộ Inferno thôi. Ba tập năm giờ làm ba cái tô xích, xong rồi ba cái Elemental. Ba cái Inferno, Inferno hết. Ui da, quên lấy Inferno hết. Nó có con Dodo này à, nó xâm ra để mà mình lấy thịt vậy đó. Hết thì nó cho thôi à. Tại vì cơ bản cái đó là nó đã cung cấp thịt và da rồi. Mình giết kiểu là lấy thêm thôi. Mấy cái đồ này là bên Mod Weplet. Rồi xong. Vừa y ha. Ba kiếp bồ Inferno. Yeah. Ôi, tiến hóa thôi. Let's go. Yes. Inferno man.
À quên, mình phải làm cho nó cái yên luôn cái đã. Hiện tại thì chưa có yên xịn. Yên xịn nó thì đi đánh boss Inferno nó cho một đống mấy cái yên á. Thì nó được 100 200 giáp. Nó coi Inferno. À thôi, ghi chữ Indo đi. Nó ra một loạt mấy cái yên gọi là tu xích là Elemental. Monster Night King. Đây, Inferno đây. To vãi nồi chế kìa các bạn. Dữ vậy, xem rồi. Bây giờ thiếu thiếu một cái Inferno siêu hay là được. Inferno siêu 300 đúng không? Không, ép đi. Được các bạn ơi, chế được 300 thôi, chỉ 300. Cái mod stream mình chưa thấy họ cho trở lại cái khả năng tiến hóa cho mấy cái con kia nhỉ, Covid nè, rồi mấy cái con boss kia họ xóa luôn mất tiêu rồi. Không biết là bây giờ mình quánh cái con Azetavit Nuclear chết thì nó có cái sim ra cái con Heavenly không chạy. Giờ chả biết dùng để làm cái gì luôn. Đúng là mod của mấy mấy anh chị Việt Nam mình làm bao đỉnh luôn á, chơi bao đã, hệ thống gọi là chặt chẽ với nhau siêu xịn, cái gì nó cũng có liên quan, từ thú nào thú đấy nó có một cái gọi là cái trình tự tiến hóa lên là từ thấp lên cao đồng đều hết trơn á, không có con nào gọi là không có liên kết với nhau cả, tất cả đều phải từ cái con bé nhất mà lên tới con xịn nhất, quá hay luôn. Ôi, bữa giờ mình chưa có chế thử mấy cái gọi là đồ chơi, mấy cái đồ ăn này nha, chưa có thời gian gọi là nghịch mấy cái này. Ôi, gì đây, Gemstone of Fire Hero Superman. Gì đây, Temporary Flight. Kiểu này ăn cái này vô thì được 1 phút 3 như siêu nhân à. Phải chữa nhờ trà sữa gông cha. Cái này uống vô được gì đây? Clear Vision rồi bơi nhanh. Cái gì mà thở được dưới nước 30 phút, vải chưởng chế bằng lá hương sa. Nước ép trái cây. Scan ra for creature. Cái này là gì ta, từ cái này mình đọc chưa hiểu lắm. Scan the surrounding for creature là gì ta? Mountain Dew. Cái này giúp tăng speed cho thú lên 2% trong vòng 2 phút. Ôi, Pepsi à. Quái hàng. Như đây. Chai này thì mình không biết nè. Phở bò Hà Nội. Cái này hồi 50% máu à. Nếu như mà mình không có cài cái mod Super Trang của Eternal, chắc mình cũng chế mấy cái này mình ăn thử cho biết nè. Cái này hồi 3% máu. Cơm hến. Mì Omachi 15%. Trung Nguyên Coffee. Ôi, Trung Nguyên Coffee sao mình thấy gọi là nhiều chữ quá ha. Excellent, delicious, beautiful, energy coffee. Cái này giúp tâm em tăng 20% đam mà cho vòng 30 phút à. Sữa Life Boy nữa đây, what the hell. Cái này chắc là giữ nhiệt. Sữa Milo. Cái này giúp nhân 3 kinh nghiệm trong vòng 300 giây. Bún đậu mắm tôm. Ôi, cái bún đậu mắm tôm này đỉnh cao nè, hồ 100% máu nè. Ôi.
Nãy giờ luyên thuyên ngồi chờ cái này nó chế xong rồi nhỉ. Rồi xong rồi, chế yên thôi. Yeah. Làm thôi. In à, thiếu thiếu quả trứng. Trứng anh phải in đâu nó rồi, mình có mình còn để dành để chúng ta chế yên này. Yes. Tuyệt vời. Ui, cái con này giờ mới để ý nó 18 triệu máu à. Nhiều quá. Rồi bé, bé này cho về chuồng. Vẫn chưa maximum đó nhé, gần mắc thôi. Ấy, lấy lại cái này nha, cái này mất là ngu người luôn á. Cái này chết khá là tốn kém á nhé, giỡn hoài. Rồi. Giờ mình sẽ tiến hóa con này lên nha. Phí mất cái yên của con này nha, uổng quá. Lên. Infernal Chain Form liền. Sai. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà mình nâng mấy cái điểm nó lên quá cao thì các bạn nhìn cái chỉ số của nó kìa, còn có 20 đam, 18 máu. Ôi giời ơi. Đó, khi mà nó đã lên quá cao thì nó sẽ bị như thế đấy. Cho nên là cũng đừng đừng có farm level quá nhiều, vì sau này mình tiến hóa lên nó cũng sẽ mất thôi. Đó, từ 200 mấy đang đẹp tự nhiên nó nhảy xuống còn có mấy chục ạ. À. Buồn hiu luôn nhờ. Nhưng mà không sao, từ từ rồi mình, tại vì nó còn tiến hóa tới 5-6 lần nữa mà. Cho nên là mình cứ gọi là luyện cấp cho món từ từ thôi. Ôi nhìn con này nó có vẻ to vậy ta, to hơn cái con này bự vãi. Rõ ràng là nhìn nó bự luôn á, nó bự khổng lồ luôn. Bự hơn vãi chưởng. Các bạn nhìn thấy nó lạ đúng không? Chắc là nó lạ, cảm giác nó to hơn con Indo bình thường rất là nhiều. Nè, những cái xác đó đi khổng lồ. Bình thường đi Indo nó đâu có che nửa cái màn hình như vậy đâu. Trời, con này bự vãi. Chụp phải coi. C vẫn là tàng hình ít coi. Ít lấy gì vậy? Mày thấy nó cạp cái gì mà 777.000 đam với lại 520 nè. Mà chú ít nó cạp, lâu lâu nó cạp được lần à. Xong. Control không có nè. Z. Ui. Con này chưa Z nó có chưa nổ nổ. Q. R. Ôi con này gọi đẻ được, đẻ được. Con này gọi đẻ được các bạn ơi. Ôi nó xâm xâm ba con Indo kìa. Thêm mấy con Boten nữa. Ôi, đẻ trứng. Ơ mấy cái con, mấy con đẻ trứng nè. Ơ đù vãi. Các bạn nhìn nó giống giống cái con gì không? Con cái con Red Baby mà bên cái mod gì ấy nhờ. Mình nhớ coi. Cái mod gì có con đường ở boss đó ta. Cái con rác gì mà khi mà xông ra mấy con baby, mấy con robot nó đẻ quá trời đẻ luôn. Ồ thế nhờ. Ôi nhưng mà mấy cái chiêu kia lâu lâu mới xài được lần rồi, không không xài được tiếp rồi nè. Đợi lâu vậy. Mày hè tao, trời ơi, các bạn nhìn cái gì nó như một cái là con kiến dưới chân luôn á. Vãi nồi, con này bự. Nhìn vui thực sự ạ.
Ê, từ 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 đợi xíu, mà đứa này thấy tao được lấy cái đĩa này còn người đa thế nè. Như đây. Ui. Chạy 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 monster monster. Ui. Ừ. Có con monster raptor chạy thôi. Ôi giời ơi. Con nó cắn chết con mình luôn á. Con mình đang Ừ, mày ở đây nha. Để tao tí. Có con monster này để mình gọi là thủ tiêu nó cái đã. Ở đây lo lo xâm ra mấy cái con mà khủng bố vậy. Nhìn nó bé vậy thôi có tưởng nó là cái con Elemental nhưng mà không. Nhưng chơi đấy các bạn. Hơi bị khỏe luôn. Đó, nó có 17 triệu máu chứ bao nhiêu đâu. Nó ở một cái level khác với con mình. Nhưng mà rất tiếc chúng ta ok rồi luôn hình như là cái lọ thuốc kia mình ném ở nhà mất tiêu rồi. Đây để cho nó tỉnh dậy. Lọ cái lúc hồi nãy mà mình lúc mà mình dọn kho mình bỏ vô trong cái vào mà quên lấy ra. Là thuốc giúp tỉnh thú. Ôi gõ cái một rồi. Nhiều thế. Mấy nghìn crystal rồi xây nhà kính đã luôn. Gì đây? Tự nhiên cống nạp à. Cống nạp sữa rồng à. Thế thì xin. Ừ, cho xin 50 bình sữa rồng nha. Thanh Kiều nhà nhà đang hết sữa. Quả quả Indo chất lượng thật sự là to vậy. Mấy cái con Monster Legend đâu có to bằng cái con Inferno đâu, như là to nhất luôn rồi đó. Trời ơi, mới mới có một xíu thôi mà đã lên được 2 triệu mấy rồi nè. Ôi cái con này nâng lên chắc cạp được tầm Imrin luôn á, chắc là phải hơn 10 triệu. Hơi bị ngon. Uầy, đáng để. Đúng là king rồi. Vua vua vua. Con này tiến hóa là khó nhất. Nó cần nguyên liệu cấp cao hơn mấy cái con bình thường kia. Nhưng mà khi mà cái con này mà mình gọi là nuôi nó maximum rồi thì không có ngán bố con thằng nào cả. Thằng nào cũng sẽ quy phục với mình thôi. Ê, từ từ. Sẵn tiện đang có con Arena để mình test thử anh nó có xâm ra con Heavenly không. Trời ơi, nó cạp cái chết luôn cái con Night King luôn kìa. Wow. Ủa nó đâu có xâm ra con Heavenly đâu, hình như người ta xóa luôn các bạn ơi. Con này đam thì đam tao thật nhưng mà máu hơi ít nha. Phải luyện thêm gọi là nâng điểm máu cho nó lên là đó. Ôi cạp 6,5 triệu. Ghê hồn chưa? Này mà có tự nhiên xâm ra cho mình cái con Dorogigan nhờ. Quất nó cái một lên max level cái đẹp luôn. Thôi, để bữa sau mình đi farm level cho nó sau. Nghỉ thôi bạn ơi. Tập này cũng có tiếng đồng hồ rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Bạn nào thấy hay thì các bạn nhớ like với lại cho mình một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Bye bye. Chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ và mát lành.